Phạm Vinh và Triệu Ngân Xin kính chào quý khán thính giả Hôm nay Chủ nhật 21 tây tháng 7 năm 2024 Phạm Vinh và Triệu Ngân Xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới Nhiều sức khỏe và hạnh phúc Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và dự báo thời tiết Tàu dầu va chạm bốc cháy ngoài khơi Singapore Vụ cướp tại tiệm bánh LA được ghi lại bằng video Hai thiếu niên bị bắn cướp đồ trang sức trong vụ chiếm đường phố ở Los Angeles. Cano chở du khách bị chìm ở Hội An, 23 người được cứu sống. 11 người chết và hàng chục người mất tích sau khi một cây cầu đường bộ ở Trung Quốc bị sập do lũ lụt và bão lớn. Thánh ăn nổi tiếng đột ngột qua đời khi đang phát trực tiếp. Cổ phiếu của nhà cường đô la bị bán tháo thành như rác sau khi bà mẹ bị bắt xe bán thức ăn ở Whittier nổ tung 5 người bị thương. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tin tức trên kênh youtube Vinh Channel. Vừa rồi là phần tin chính trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết. Tàu dầu đụng nhau bốc cháy ngoài khơi Singapore. Hai tàu chở dầu bốc cháy sau khi va chạm gần Singapore, khiến cho một số thủy thủ bị thương và gây nguy cơ tràn dầu ra khu vực. Cơ quan hàng hải và cảng biển Singapore cho biết tàu chở dầu apnea now treo cờ Singapore và tàu sea one treo cờ Cộng hòa Southern và princip va chạm vào hôm 19 tháng 7 ở khu vực đông bắc đảo Petra Branca phía đông bờ biển của nước này. Một trong hai tàu dầu đã bốc cháy sau khi hai chiếc đụng nhau. Hình ảnh do hải quân Singapore công bố cho thấy cột khói đen dày đặc bốc lên từ một tàu dầu nhưng không nêu rõ chiếc nào bị cháy. Nguyên nhân dẫn tới sự cố chưa được công bố. Thủy thủ đoàn Hafnair Now gồm 22 thành viên và 40 người trên tàu Sea One đều thoát hiểm an toàn, trong đó hai người bị thương, được trực thăng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Giới chức phụ trách môi trường ở Malaysia nói rằng họ được cảnh báo chuẩn bị ứng phó nguy cơ tràn dầu. Công ty bảo hiểm hàng hải Girl có trụ sở tại Naui nói rằng còn quá sớm để đánh giá tác động đến môi trường sau tai nạn xảy ra. Tổ chức hàng hải quốc tế IMO thuộc Liên Hợp Quốc cho biết giao thông hàng hải trong khu vực không bị ảnh hưởng, nhưng chưa rõ tình trạng của hai tàu dầu và nguy cơ ô nhiễm môi trường. Chưa có hoạt động nào khảo sát đường không nào được tiến hành. Chủ tàu đã huy động lực lượng cứu hỏa và cứu hộ để hỗ trợ nỗ lực chữa cháy, đồng thời tham gia kéo phương tiện đến nơi an toàn. Phát ngôn viên IMO cho hay, dữ liệu theo dõi hàng hải nguồn mở cho thấy tàu Hafnir Now – đang chở khoảng 300.000 thùng hỗn hợp NAFTA chế xuất từ dầu mỏ vào thời điểm xảy ra va chạm, trong khi Sears One là tàu chở dầu siêu lớn có chiều dài hơn 330 m và khả năng vận chuyển 300.000 tấn dầu thô. Vũ cướp tại tiệm bánh ở LA được ghi lại bằng video. Tin từ Los Angeles, một cặp tội phạm đã được ghi hình khi đang cướp khách hàng tại một tiệm bánh ở Fairfax vào sáng thứ Sáu, theo cảnh sát Los Angeles, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 sáng tại tiệm bánh Mens trên đường Beverly Boulevard ở phố Detroit. Một đoạn video do Street People Media chia sẻ cho thấy hai thanh niên mặc đồ đen đối đầu với khách hàng nam lớn tuổi tại khu vực ăn uống bên ngoài tiệm bánh. Cảnh sát cho biết họ yêu cầu tài sản, rõ ràng là đồng hồ của ông ấy và một trong số họ đã rút súng. Có một cuộc vật lộn ngắn nhưng không có phát súng nào được bắn ra. Đoạn video cho thấy một người đàn ông ngoài cảnh nạn nhân đã chụp ảnh bọn cướp trong khi một người đàn ông khác, có thể là nhân viên tiệm bánh, can thiệp và ném ghế vào chúng khi chúng bỏ chạy. Bất kỳ ai có thông tin xin vui lòng liên hệ với cảnh sát Los Angeles. Hai thiếu niên bị bắn cướp đồ trang sức trong vụ chiếm đường phố ở Los Angeles. Sở cảnh sát Los Angeles đang điều tra vụ nổ súng và cướp khiến cho hai thiếu niên bị thương trong một vụ chiếm đường phố. Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Los Angeles, các sĩ quan đã phản ứng tại hiện trường vụ nổ súng, khiến cho nhiều người thương vong gần đường 54 và đại lộ Weston ở khu phố Vermont Square vào khoảng 12 giờ 30 sáng thứ Bảy. Đồng thời, các cảnh sát cũng được điều động đến một bệnh viện địa phương sau khi nhận được báo cáo về các nạn nhân bị thương do súng bắn, người phát ngôn cho biết. Sau khi điều tra thêm, cả hai nạn nhân đều đang ở trên đường phố thì ba người đàn ông gốc Tây Ban Nha tiếp cận họ và cướp đồ trang sức của họ. LAPD cho biết, một nghi phạm đã rút súng và bắn vào cả hai thiếu niên, khiến cho họ bị thương. Cảnh sát cho biết thêm rằng, một trong những nạn nhân đã ném một vật vào xe khi bị bắn. Các nạn nhân được mô tả là hai cậu bé 15 tuổi, đã tự đưa mình đến bệnh viện. Các viên chức thực thi pháp luật ban đầu nói với Carlos Herrera của KTLA-5 rằng các cậu bé đang chiến đấu để giành lấy mạng sống. Tuy nhiên, một bản cập nhật sau đó từ LAPD cho biết rằng họ đang trong tình trạng ổn định. Không rõ vụ nổ súng có liên quan đến băng đảng hay không và không có thêm thông tin nào về nghi phạm hoặc phương tiện của họ được công bố. Cano chở khách du lịch bị chìm ở Hội An, 23 người được cứu sống. Một cano chở khách du lịch vừa bị chìm trên vùng biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 23 người được cứu sống. Ngày 20 tháng 7, lãnh đạo của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, một cano chở khách du lịch vừa bị chìm trên vùng biển Cù Lao Chàm, đang chở theo 23 người, nhưng may mắn tất cả đều được cứu sống. Thông tin ban đầu cho biết, trưa 20 tháng 7, một cano du lịch chở 20 khách đi tắm biển lặn ngắm sang hô tại khu vực Hòn Tai, đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An. Trên cano lúc này còn có 3 thuyền viên. Khoảng 13 giờ cùng ngày, cano gặp sự cố, bắt đầu bị nước tràn vào và chìm dần. Nhận được tin báo, đồn biên phòng Cù Lao Chàm huy động nhân viên cấp cứu, dùng cano chuyên dụng phối hợp với cano hoạt động gần đó cứu cấp. Đến khoảng 14 giờ, 3 thuyền viên và 20 hành khách trên cano du lịch gặp nạn được đưa vào bờ an toàn. Cơ quan chức năng đang trục vớt cano gặp nạn và mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc. 11 người chết và hàng chục người mất tích sau khi một cây cầu đường bộ ở Trung Quốc bị sập do lũ lụt và bão lớn. Tin từ Taipei, Đài Loan, chính quyền Trung Quốc cho biết ít nhất là 11 người đã thiệt mạng và 30 người mất tích trong vụ sập một phần cầu đường bộ ở phía tây đất nước này sau những cơn bão lớn và lũ lụt một số lượng tương tự mất tích ở phía tây nam sau khi hàng chục ngôi nhà bị bão phá hủy. Hãng thông tấn chính thức Xinhua cho biết năm chiếc xe hơi rơi khỏi cầu đã được thu hồi sau khi kết cấu cầu ở tỉnh Thiểm Tây sụp đổ vào khoảng 8 giờ 40 tối thứ sáu. Một bức ảnh do Xinhua công bố cho thấy một phần của cây cầu bị gãy và sập xuống gần một góc 90 độ vào dòng nước nâu chảy xiết bên dưới. Tin tức cho biết các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành vào thứ Bảy tại huyện Gia Xu, với khoảng 20 ô tô và 30 người vẫn còn mất tích. Tại tỉnh Tứ Xuyên ở phía Tây Nam, ước tính có 30 người mất tích và khoảng 40 ngôi nhà bị phá hủy do lũ lụt và bão, Tân Hoa Xã đưa tin. Hãng này cho biết đường xá, cầu cống và mạng lưới thông tin liên lạc tại huyện Hán Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã bị hư hại hoặc bị phá hủy, và các đội cứu hộ đã làm việc từ trước bình minh để khôi phục kết nối thông tin liên lạc và giao thông. Tuy nhiên, sự suy giảm mạnh mẽ trong tăng trưởng kinh tế, cơ sở hạ tầng kém chất lượng, giám sát an toàn kém và mong muốn cắt giảm chi phí của các ngành công nghiệp muốn tiết kiệm tiền đã dẫn đến một loạt các vụ tai nạn chết người. Thiểm Tây được biết đến nhiều nhất là một trong những trung tâm của nền văn minh Trung Hoa, nơi xuất hiện vị hoàng đế đầu tiên Tần Thủy Hoàng Đế người đã để lại đội quân đất nung nổi tiếng như di sản của mình bên ngoài thủ đô Tây An, như một phần của quần thể lăng mộ rộng lớn thu hút lượng lớn du khách mỗi năm. Thánh ăn nổi tiếng, đột ngột qua đời khi phát hình trực tiếp. Ngôi sao Mất Ben, nổi tiếng trên mạng xã hội, bất ngờ qua đời trong khi phát trực tiếp trước nhiều người hâm mộ. Mất Ben xuất phát từ hai từ tiếng Hàn là Mất trà tức ăn uống, và Ben Son, nghĩa là phát sóng. Mất Ben đề cập đến trào lưu trên mạng xã hội, trong đó nhân vật chính vừa ăn một lượng thức ăn lớn, vừa quay trực tiếp cho nhiều người xem. Peng Xiaoting, một ngôi sao mất Ben, 24 tuổi của Trung Quốc, đã bất ngờ qua đời hôm 14 tháng 7. Trong lúc đang phát video trực tiếp, cô nghi bị tử vong do ăn quá nhiều. Ben trở thành người phát trực tiếp, mất Ben. Sau khi thấy một người bạn cùng lớp kiếm được số tiền lớn từ hoạt động này, ban đầu cô chỉ ăn vài kg thực phẩm, nhưng khi trở nên nổi tiếng, cô ăn nhiều lên, tới 10 kg và hơn nữa. Cô bắt đầu phát trực tuyến hơn 10 giờ mỗi ngày và dần dần thu hút được một lượng lớn khán giả, cũng như nhận được nhiều quà tặng. Cha mẹ Ben khuyên cô dừng phát trực tuyến, họ cho rằng số tiền cô kiếm được không tương xứng so với những tổn thương sức khỏe phải gánh chịu. Tuy nhiên, cô bảo với cha mẹ không cần phải lo lắng và khẳng định có thể tự xử lý được mọi rủi ro. Cô từng phải nhập viện vì chảy máu dạ dày do ăn quá nhiều Nhưng ngay sau khi xuất viện, cô lại tiếp tục ăn uống vô độ Bất chấp lời khuyên can của bố mẹ và những người hâm mộ Để giữ vững độ nổi tiếng, Peng Xiaoting chấp nhận đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng Báo cáo khám nghiệm tử thi cho biết, bụng của cô biến dạng nghiêm trọng Trong khi dạ dày chứa nhiều thực phẩm khó tiêu hóa Ở tuổi 24, cô đã mắc nhiều bệnh như huyết áp cao, đường trong máu cao, béo phì nhiều chuyên gia cảnh báo về những cảnh nguy cơ của việc ăn uống quá đà đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của con người. Các chuyên gia cảnh báo, các ngôi sao mất bang không nên đặt lợi ích cá nhân lên trên sức khỏe của mình. Cổ phiếu của nhà cường đô la bị bán tháo thành như rác Cổ phiếu của nhà cường đô la bị bán tháo thành như rác sau khi bà mẹ bị bắt. Cổ phiếu QCG của công ty cổ phần quốc cường Gia Lai giảm liên tục trên sàn Hose trong phiên giao dịch sáng ngày 19 tháng 7 khi có thông tin viện kiểm sát xuất hiện tại nhà bà Nguyễn Thị Như Loan đến hết phiên sáng nhà đầu tư đổ xô bán tháo khiến cho lượng cổ phiếu dư bán gần 2,8 triệu đơn vị trong khi trắng bên mua tổng có lượng giao dịch đạt hơn 1,55 triệu đơn vị tính từ ngày 30 tháng 6 cho đến hôm nay cổ phiếu QCG đã giảm hơn 33% tương ứng vốn hóa đã bốc hơi hơn 1.200 tỷ đồng con gái của bà Loan là Nguyễn Ngọc Huyền My đều có cổ đông lớn tại quốc cường Gia Lai với tổng tỷ lệ sở hữu là 51,3% vốn công ty. Tính tại ngày 31 tháng 12 2023, bà Loan sở hữu gần 102 triệu cổ phiếu QCG, tương đương tỷ lệ 37% vốn. Còn Huyền My sở hữu gần 39,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,3% vốn hóa. Cường Đô La, tên thật là Nguyễn Quốc Cường, sinh ngày 12 tháng 2 năm 1982 tại Pleiku, Gia Lai, trong một gia đình có tiềm lực kinh tế. Mẹ ông là bà Nguyễn Thị Như Loan, vốn là một trong những chủ buôn gỗ lớn nhất tỉnh Gia Lai. Vốn là một doanh nhân, tuy nhiên, ông lại nổi tiếng nhờ sở thích chơi siêu xe và các mối quan hệ trong giới showbiz. Ông từng có thời gian quan hệ tình cảm với nhiều bóng hồng, nghệ sĩ như Tăng Thanh Hà, Nổi bật nhất phải kể đến là mối quan hệ 8 năm với ca sĩ, người mẫu Hồ Ngọc Hà. Ông Cường là một doanh nhân từng nắm nhiều chức vụ quan trọng ở nhiều công ty. Ông còn có biệt danh là Cường Đô La. Từ năm 2007, ông Cường tham gia vào ban lãnh đạo của công ty cổ phần quốc Cường Gia Lai với vai trò thành viên của hội đồng quản trị và phó tổng giám đốc công ty. Đến tháng 11-2018, ông Cường quyết định rút lui khỏi hội đồng quản trị lẫn từ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc của quốc cường Gia Lai, hiện tại ông chỉ còn nắm 0.2% cổ phần của công ty. Tháng 9 năm 2018, ông Cường thành lập công ty chánh nghĩa quốc cường, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và quản lý bất động sản. Đến tháng 8 năm 2020, công ty chính thức được đổi tên sang thành công ty cổ phần C-Holdings. Xe bán thức ăn ở Whittier bị nổ tung, 5 người bị thương. Tin từ Whittier, California, sáng thứ Bảy 20 tháng 7, một chiếc xe bán thức ăn ở Whittier nổ tung, làm 5 người bị thương, giới chức loan báo. Theo đài KTLA, hiện tại vụ nổ vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao. Lính cứu hỏa tới khu 6700 đường Greenleaf lúc 9 giờ 15 phút sáng sau khi nhận được tin báo có xe bán thức ăn nổ tung. Đến trưa thứ Bảy, vẫn chưa có nhiều thông tin về vụ nổ, nhưng phát ngôn viên sở cứu hỏa Los Angeles County xác nhận với KTOA. Năm người đã bị thương, trong đó có hai người bị nguy kịch, hai người khác bị thương trung bình, còn người thứ năm bị thương nhẹ. Video từ hiện trường cho thấy cảnh sát Whittier phong tỏa khu vực xung quanh xe bán thức ăn bị nổ. Chiếc xe này dường như đậu trước quán cà phê. Nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được điều tra. Và sau đây là phần tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết thứ hai, 22 tới tháng 7 năm 2024. Mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 57 phút sáng và mặt trời lặn vào lúc 7 giờ 58 phút tối. Một số đám mây vào buổi sáng sẽ nhường chỗ cho bầu trời chủ yếu có nắng vào buổi chiều. Nhiệt độ cao gần 80 độ F. Gió hướng Nam Tây Nam thổi với tốc độ 10 đến 15 dặm 1 giờ, độ ẩm 66% và chỉ số UV cho thấy 11 trên 11. Vào ban đêm, trăng lên vào lúc 9 giờ 24 phút tối và trăng lặn vào lúc 7 giờ 9 phút sáng. Thỉnh thoảng có mây, nhiệt độ thấp 67 độ F, gió Tây Nam thổi với tốc độ 5 đến 10 dặm 1 giờ, độ ẩm 80% và chỉ số UV cho thấy 0 trên 11. Dự báo thời tiết này áp dụng cho các khu vực lân cận Fountain Valley, Huntington Beach, Westminster, Santa Ana và Garden Grove thuộc tiểu bang California. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin thời tiết ngày mai. Phạm Vinh và Triệu Ngân Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã vừa xem bản tin của Vinh Channel. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích cho Vinh Channel xin một like và một subscribe. Nếu quý vị và các bạn chưa ghi danh với Vinh Channel, xin hãy ghi danh để mỗi khi có video mới của Vinh Channel, quý vị sẽ được thông báo sớm nhất. Xin chân thành cảm tạ quý vị và các bạn rất nhiều đã ủng hộ Vinh Channel.